xác định kịch bản giúp đội tuyển nữ Việt Nam đi tiếp ở World Cup? Dù để thua trận mở màn trước Mỹ, nhưng cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 là vẫn còn. rơi vào bảng đấu khó với đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam đương nhiên bị đánh giá là rất ít có cơ hội đi tiếp. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung để thua không, ba trước Mỹ ở trận gia quân, trong khi đó Hà Lan cũng chỉ thắng Bồ Đào Nha 1-0 đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn hai lượt trận nữa và cơ hội đi tiếp là vẫn còn. Kịch bản sáng nhất cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là đánh bại Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai và hòa Hà Lan ở lượt cuối. Nếu như Hà Lan cũng để thua trước Mỹ, hai đội sẽ bằng điểm số với nhau. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, hệ số bàn thắng thua sẽ được tính đến đầu tiên nếu như hai đội bằng điểm nhau. Sau đó sẽ là tổng số bàn thắng, thành tích đối đầu giữa các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng ở các trận đối đầu trực tiếp số bàn thắng ở các trận đối đầu trực tiếp và cuối cùng là điểm fair play. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp sau trận thua Mỹ. Nhìn chung nếu muốn giành quyền đi tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải kiếm được ít nhất 4 điểm ở hai trận đấu còn lại đồng nghĩa với một chiến thắng và một trận hòa. Nếu như chỉ cầm hòa được Bồ Đào Nha, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ phải cố gắng tạo địa chấn trước Hà Lan. Tuy nhiên tất cả những nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Cả hai đối thủ còn lại là Bồ Đào Nha và Hà Lan đều được đánh giá cao hơn đội tuyển nữ Việt Nam khá nhiều. Mục tiêu thiết thực nhất vào lúc này là có được bàn thắng đầu tiên và điểm số lịch sử ở vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trận đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 27 tháng 7 tới đây sẽ là cơ hội tốt nhất để làm được điều đó. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang đón nhận những thông tin rất vui về tình hình lực lượng. Thanh Nhã đã có thể quay trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Bồ Đào Nha trong khi Trương Thị Kiều hay Dương Thị Vân đã bình phục hoàn toàn.